Cái gì cần nói nó hết rồi đúng không? Ừ, Tối cái gì qua đó. giận. Đúng rồi, cái gì hôm đó hết rồi. Hôm nay là mình chỉ ở đây thôi. Bực mình á. Hả? Sợt bực mình. Mình á. Sợt mình. Hôm qua đó. À, chuyện qua. Không có gì đâu, có gì thì... có gì thì Mỹ phải nói. Chứ không lẽ cái đó không tự biết hả? Chứ mà... cái đó không đủ muốn nè. Cái đó là do chương trình mà đâu muốn đâu. Ôm nè. À, hôm qua ôm nữa hả? Trời ơi, có gì đâu. Có cái ôm bình thường không phải gì đâu. À, có thể ở đây là... cơ hội cuối cùng và có thể là sau chương trình là không được. Thì... Cường muốn ôm Thành cái. Cường muốn ôm Thành cái. Tại sao hỏi cuối chương trình lại không được? Tại vì có thể là sau chương trình một người khác đi ra cùng với Thanh thì ôm thì nó kỳ lắm. Thì nó sẽ không được hay không hay. Thì ngay lúc bây giờ thì vẫn chưa có ai thì nên tranh thủ. Coi như đó là một cái kỷ niệm.